Chào các bạn nhá. Mình chuẩn bị đi làm đây các bạn ạ. Đấy, những ngày mưa thế này thì mới biết được là cái tác dụng của cái việc đi xe ô tô thế nào này. Thật sự với các bạn sử dụng xe ô tô Nhật Bản đi thì nó cũng khá là tốn kém một chút. Thế nhưng mà phải gặp phải những ngày mưa thế này thì chúng ta mới hiểu được cái cảm giác gọi là cái lợi ích của nó. Đây mình che ô đã. Đấy các bạn ạ, những ngày mưa to thế này mà đi xe máy hoặc là đi xe đạp đúng không? Thì quần áo áo cũng khá là mệt mỏi và vất vả. Hiện tại bây giờ thì mưa khá là to các bạn ạ. Hiện tại bây giờ là khoảng 8 giờ, hơn 8 giờ sáng này mà trời mưa to thế này. Chỗ mình đây thì họ dự báo là sẽ mưa khoảng hết tuần này và tuần sau nữa. Đấy. May mà tầm này có cái xe ô tô đúng không mọi người? Thì đi lại nó đỡ hơn bao nhiêu. Đấy các bạn thấy không? Hiện tại bây giờ ngoài trời thì mưa đang rất là to các bạn ạ. May mà mình có cái xe để đi lại nó khá là tiện. Tuy là cái chi phí sử dụng xe nó hơi đắt một chút, thế nhưng mà vào những ngày mưa như thế này thì mình mới cảm nhận được cái tác dụng của cái việc là có ô tô thế nào. Đấy, cực kỳ là tiện các bạn ạ. Rồi ok, thì giờ mình sẽ lại đi làm các bạn nhé. Mình sẽ quay cho bạn xem một chút về con đường đi làm của mình. Đây các bạn ạ, hiện tại bây giờ thì trời mưa to thế này này. Chỉ nhìn đến một đằng trước thôi, còn hai bên kính hai bên này thì không nhìn thấy cái gì luôn. Chỉ nhìn đến một đằng trước và kính chiếu hậu đằng sau luôn. Đấy các bạn thấy không? Đây mọi người nhìn thấy không? Mưa trắng luôn. May mà có cái xe để đi lại. Hiện tại bây giờ thì đường này cũng chuẩn bị là ngập nước rồi mọi người ạ. Bạn người Nhật đang đi làm các bạn. Đấy, những người này là những người đi tàu hoặc là đi bus đấy các bạn. Đấy, họ đi tàu hoặc là đi bus đấy. Xe ô thế này thì đến công ty cũng rất hết thôi. Khá là vất vả. Đây là những người salaryman, những người làm công ăn lương ở Nhật Bản đấy các bạn. Giống như mình. Hiện tại mưa thế này thế nên là các cái ô tô này các bạn đều phải bật đèn hoặc là bật đèn sương mù hoặc là bật đèn pha hết. Hiện tại bây giờ thì mình cũng đang bật đèn sương mù. Đấy, tầm nhìn xa này chắc là chỉ còn khoảng 1 km thôi. Ô tô đều bật đèn hết. Mưa kinh khủng thật đấy. Thế này mà đi xe máy hoặc là đi xe đạp thì chắc chắn là sẽ bị ướt. Kể cả áo mưa có mặc đến mấy. Mình đi cái đường này là qua ga tàu đấy các bạn ạ. Hôm nay thì mưa thế này không biết là tàu chạy không. Cách đây khoảng 3-4 hôm về trước thì trời mưa thế này và tàu cũng đã dừng chạy. Giờ thì không biết là tàu có chạy không nữa. Thế mình thử đi qua để xem có người không nào. Đây là ga tàu chúng mình nha các bạn ạ. Mưa thế này thì không biết có tàu có chạy không. Vẫn có người đứng chờ tàu nhưng mà không biết là tàu có chạy không luôn. Đi mất. Mình thử chạy qua cánh đồng này xem là tình hình mưa bão thế nào các bạn nhé. Chạy con đường mà mọi khi mình hay đi xe máy các bạn. Đây mình sẽ chạy thử xem tình hình thế nào. Chỗ này là ga tàu đấy các bạn. Chỗ này là ga tàu chỗ gần nhà mình đấy. Đây con đường đi làm hàng ngày của mình đấy. Thường thì mình sẽ đi qua những cánh đồng thế này thì nó nhanh hơn, gọi là đường tắt đấy các bạn. Đấy, nó nhanh hơn rất là nhiều so với mình đi đường to. Được cái đường đồng bên này thì nó cũng trải nhựa ấy, thế nên là
chạy đường đồng hay là đường to thì có khi chạy đường đồng nhanh hơn đấy, bởi vì đường đồng ít ô tô mà. Ruộng ngập hết rồi các bạn nhìn rõ. Mấy cái ruộng đỗ tương ở khu vực gần đây thì có khá là nhiều nước rồi. Đây mọi người ạ. Đây là ruộng đỗ tương này. Ô tô đi qua, mù mịt luôn. Cái tòa nhà là cho những bạn nào làm đơn hàng Kaigo này, đơn hàng và điều dưỡng này. Đây là một cái tòa nhà chăm sóc người già ở khu vực chúng mình. Con đường này là con đường đồng các bạn ạ, đường mà nói chung là chỉ là một cái đường đi bình thường ấy, thế nên là ô tô được phép chạy khoảng 60 km/h ở con đường này. Đồng chúng mình này thì nó ngập hết rồi này. Đây là cánh đồng đậu tương các bạn ạ. Kinh khủng ở đây. Cứ mưa thế này cho khoảng 2 tuần nữa. Thấy dự báo vào ghi như vậy. Đường này tối quá rồi, mình bật đèn các bạn ạ. Nhìn thế này thôi nhưng mà ở ngoài trời cực kỳ là tối, mù mịt luôn. Ở gần ở trên núi nữa ấy mọi người. Thế nên là trời tối om luôn. Đây là con sông này. Con sông này thì nước khá là to. Các bạn ạ, chạy cố đoạn nữa đến cái dốc này. Đây mình leo lên cái dốc này và lên công ty đây các bạn. Công ty mình nó ở trên cái ngọn đồi này, thế nên là mưa to thế hay là mưa to lỡ thì vẫn không sợ bị ngập. Tí rồi các bạn ạ, mưa to quá. Mình phải xem kia. Đây công ty mình đây.